Ta nói hả, bây giờ cuộc thi quá trời luôn, mấy ca sĩ quá trời luôn, ai cũng may, ai cũng giỏi hết. Nên bây giờ tôi quyết định tôi tổ chức một cuộc thi, nhưng mà cuộc thi này không phải như cuộc thi bình thường. Cuộc thi của tôi mang tên là cuộc thi hát hay không bằng hát vui. Tất cả đều bị bao vây, tất cả đều bị bao vây. Cái gì? Cái gì vậy? Cái gì? Nó kẹt cứng ngắc. Trời, nó kẹt cứng ngắc. Ủa vậy hả? Ờ, ngoài kia giới đội hình. Nó kẹt cứng ngắc. Rồi sao? Rồi sao? Trời ơi, tôi phá dùm dây tôi chạy vô đây này, chứ ngoài kia tất cả đều bị bao vây. Trời ơi, vậy hả? Rồi sao? Rồi sao? Nó kẹt cứng ngắc chứ sao? Rồi sao nữa? Tôi phá dùm dây tôi chạy đây liền, ngoài kia tất cả đều bị bao vây. Rồi sao? Rồi sao? Nó kẹt cứng ngắc chứ sao? Họ hở hoài chả? Kẹt cứng ngắc hoài à? Vô thi đi, để cho tôi vô trong thi đi. Bậy gì? Phải thi ở đây trước rồi mới vô trong thi được. Ở đây thi gì? Ở đây là phải mình thi, ca hát năng khiếu rồi nọ. Năng khiếu là hồi xưa thôi, giờ đâu có hát hò gì nữa. Hồi xưa có thời mà kinh tế Mỹ chưa đi xuống ca sĩ. À có không? Hồi xưa học trong lớp Đàm Vĩnh Hưng mà. Hồi thiệt luôn hả? Trời, hồi xưa mà tôi hát Đàm Vĩnh Hưng kêu bằng ông cố nội. Trời xạo hoài cha. Hát thử coi. Hồi xưa Đàm Vĩnh Hưng không có nổi tiếng. Đúng rồi. Hồi xưa là hớt tóc thôi. Đúng rồi. Trời ơi mà có khiếu lắm. Hớt tóc có khiếu lắm. Đúng rồi. Mỗi lần hớt tôi là chảy máu à. Ê, cái đó là lúc mới học. Hả? Ủa giờ sao tao rành rồi. Ủa vậy hả? Rồi giới thiệu đi, giới thiệu tên tuổi đi. Tên tuổi gì? Giới thiệu tên tuổi của ông á. Tên tuổi gì vô đi thi, tên tuổi đóng trong hồ sơ đóng mập dáng hình rồi. Được không, được thôi nghỉ mẹ chứ. Ê, trời khó quá. Được, biết sao không? Cái đó là hồ sơ là cho ban tổ chức thôi, còn cái này giới thiệu cho mọi người biết, hiểu không? À, kính trân trọng giới thiệu quý vị, tôi tên là Lệ Tẩm. Ê, gì vậy? Gì Lệ Tẩm? Thì Lệ Tẩm. Sao gọi Lệ Tẩm? Thì có con em tên Lệ Rơi. Rồi sao Lệ Tẩm? Nước mắt rơi xuống kêu cái tẩm. Ê, tào lao, ông nội ơi. Hả? Rồi, vô thi đi. Thi gì? Thi. Hát à hả? Ừ. Trời, hát là hồi xưa thôi, kể cho nghe. Sao? Kể cho nghe đi, cứ bắt tôi thi hoài. Hồi xưa học trong lớp Đàm Vĩnh Hưng, mà hồi xưa cái giọng tôi như bằng Kiều á. Cái gì? Mỗi lần tôi hát là bằng Kiều, kêu tôi bằng ông cố nội. Ôi, sao hoài chăng? Thiệt mà, xong rồi sau này tôi bỏ nghề, tôi đi làm xe ôm. Xong có một ngày đó tôi đi quay lại. Tôi đi thi The Voice. Trời ơi, có luôn hả cha? Tôi thi The Voice. Rồi sao thi The Voice sao? Tôi thi The Voice. Rồi sao? Đàm Vĩnh Hưng ngồi dưới chấm. Tôi hát cái bài mà hồi xưa tôi tặng Đàm Vĩnh Hưng á. Ôi, có tặng luôn hả? Hồi xưa tôi hát một bài hát. Bài gì? Tôi chửi cái thằng hàng xóm. Xong rồi tôi tặng Đàm Vĩnh Hưng cái bài đó hay lắm. Bài gì? Hát coi. Cái bài này tôi chửi thằng hàng xóm nè. Rồi, vô. Có trái tim tiền chi, hô hô hô, mày không hô mà tao hô. Ê! Bài tào lao vậy? Hả? Bài gì mày không hô tao hô gì? Chửi hàng xóm. Sau này Đàm Vĩnh Hưng hát sửa lời lại. Đúng rồi, anh Hưng không đâu hát gì đâu. Ông sửa lời lại. Ông sửa là có trái tim tiên si hô 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 đều. Ê, mày mà rồi sao cuối cùng thi sao nè? Tôi thi The Voice. Cái dòng gì mà dấu gì, dòng đầu tiên của The Voice, cái dòng gì đó, dấu cái mặt lọt cái giọng nhìn cái đích. Ê, làm gì có dòng nào vậy? Có này, của lần viên đang ngồi vậy nè. Không, tôi đứng đây tôi hát. À, có trái tim tiên si đó, dấu cái mặt và cái giọng nhìn cái đích. Ê, trời ơi, ta dấu. Tôi hát liền. Có trái tim tiên si, hô. Đàm Vĩnh Hưng đang nghe khoái bấm khạch. Quay lại chọn liền. Vừa thấy tôi bấm khạch, quay vô chồng luôn. Cái gì kỳ vậy? À, tức không? Ủa, sao vậy kỳ vậy? Tôi mới điều tra tại sao quay vô chồng. Tôi mới hỏi thở, tôi mới ra cánh gà rồi hỏi, ủa tại sao Đàm Vĩnh Hưng chọn tôi rồi mà không chọn đi mà bấm ngược quay vô chồng lại. Bạn bè kia? Ông nói là lúc mà ông chọn là ông nghe cái giọng là ông khoái bấm khạch, ông chọn. Ông vừa quay vô trong, con mũi cắn ngay cái đùi. Con mũi cắn ngay cái đùi, ông đập cái bóp. Mà ông đập không trúng cái đùi, trúng ngay cái nút. Phẹt, quay vô trong luôn. Trời ơi, số phận nghiệt ngã vậy trời. Má, cuộc đời thay đổi gì con mũi luôn. Trời, khổ vậy. Rồi sao? Sao cuộc thi đó làm sao? Sao cuộc thi đó là tôi thấy là nghệ thuật là nó bạc bẽo quá. Tôi bỏ nghệ thuật. Thôi bạc rồi, thôi bỏ đi. Vậy mà nghệ thuật không buông tha tôi. Không buông tha tôi. Sau đó tôi quyết định tôi học một cái nghề mới. Cái nghề đó sẽ nuôi sống tôi cả cuộc đời. Nghề gì? Người mẫu. Ơi, tôi có mét mốt người mẫu. Sửa làm người mẫu thiệt. Có không? Hồi xưa học chung lớp với Bình Minh. Đúng rồi, Bình Minh là người mẫu á. Quy Khánh. Nổi tiếng luôn. Minh Nhí. Minh. Ê, Minh Béo. Ê, Minh Nhí là thấy lâu, còn Minh Béo nữa. Thiệt. Ý sao vậy? Ông Minh Nhí, Minh Béo là người mẫu gì? Hồi xưa là tôi với Bình Minh là học lớp người mẫu người lớn. Còn ông Minh Nhí là ông học người mẫu thiếu nhi. Minh Béo là người mẫu oversize. Rồi có luôn hả? Hả? Trời ơi, rồi sao? Thiệt mà không tin hả? Ông phải chứng minh đi. Nói về người mẫu là phải nói có sách có chứng đây. Ông nói khơi ai biết người mẫu là gì, phải hiểu chữ người mẫu. Người mẫu là một cái mẫu người mặc bộ đồ đó vô để cho khán giả nhìn vô thấy thích đẹp mặc dù không bao giờ mua. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì mua về mặc cũng đâu vừa. Trời, tào lao quá. Người mẫu là gì? Người sao? Mẫu này, người mẫu sao? Mẫu là người lúc nào phải căng như dây đàn. Ờ. thẳng thớm. Đúng rồi phải ngực Vũng Tàu đích Cà Mau. Ê, là sao cha? Hả? Là sao? Là nó phải gồ ghề như vậy đó. Phải gồ ghề. Nó hoành tráng gì đó. Đúng rồi. Cái dạng như là cách mảng 8 với Võ An Tần là sao?
sai gần lắm. Ví dụ gì ghê quá. Rồi, 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 ví dụ nha, ngực chúng ta người mẫu là thẳng nè, căng như dây đàn. Đúng rồi, đúng rồi. Đi là đi thẳng một hàng gạch. Đúng rồi, đúng rồi. Hiểu không? Hiên ngang mà đi, nhìn nhìn lên phía trước, nhìn thẳng về phía trước đi. Ừ. Đó. Cứ đi hiên ngang vậy. Hay ở đó. Dưới có gì kệ mẹ nó. À. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Vậy... nhưng mà nhớ nha. À, đi qua đây hả? À, đi qua đây, bà kêu đi qua đây. À, đi qua đây hả? Bước qua đây cái té lọi giò. Mẫu là đi về á. Nhưng mà phải nhấn nha. Đúng rồi, phải nhớ nhấn. Phải nhấn, người mẫu dù đi về đúng không? Nhấn sao? Vô giữa thấy khán giả đang nhìn mình. À. Nhấn cái. Ồ, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Qua bên đây khán giả đang nhìn mình. Nhấn cái. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Sau khi trình diễn xong mình đi vô. À. Khán giả vẫn nhìn mình, nhấn cái. Ê, ông nội. Ai nhấn tè le gì kia quá. Người mẫu mà, này, đặc biệt nhớ. Nhớ giùm tôi nha, sau này có làm người mẫu nhớ. Người mẫu đừng bao giờ đi về. Ờ, ủa sao kỳ vậy? Thứ nhất là nó xấu, thứ hai là gió vô bệnh. Ờ, bậy bạ không ơi. Xấu hơn đâu gió vô bệnh. Thiệt má. Bậy bạ không ơi. Đặc biệt, người mẫu thế giới. Khi mà người mẫu thế giới ta trình diễn là người ta lúc nào cũng vui. À, thoải mái hả? Thế giới nha, ta nói thế giới nha. À, à đúng rồi, đúng rồi, thoải mái. Thoải mái thôi. Còn người mẫu Việt Nam là phải lạnh. À, à. Riêng người mẫu Việt Nam là phải lạnh. Lạnh sao? Mặt lạnh lắm. Lạnh sao? Mặt quạo á. Wow. Không biết ai ăn hết của ông nội ngoại nó. Trời ơi, sao mà ông cô hồn cái gì cha. Ê, ê, ê. Mà tôi có gì? Trời ơi. Ông cười là ăn cám luôn á. Đó, người mẫu Việt Nam là vậy. Nhưng mà khi mà người mẫu Việt Nam trình diễn mình thấy cái mặt lạnh là mình hiểu tâm sự ấy, tâm sự. Có luôn hả? Có, mình nhìn người mẫu trình diễn mình biết chuyện gì đang xảy ra. Ví dụ nè, một sao? Đứa người mẫu bước ra trình diễn lạnh. À, lạnh. Là nó có tâm sự. Tâm sự sao? Tại sao mày giật khù của má tao? Tại sao mày ngoại tình với ba tao? À, trời. Không gì chết mẹ nha. Đó, thấy không? Thấy mà có lạnh không? Lạnh, lạnh, lạnh. Cái tướng ta lùng không? Ôi, lùng. Đó, lạnh lùng. Ê! Mày mà, lạnh lùng cái kia, lạnh lùng cái. Tào lao quá mày. Sau đó ta mới thấy người mẫu nó cũng... cái nghề này mà người mẫu nó cũng bạc bẽo. À. Bỏ. Bỏ, đúng rồi, bạc bẽo bỏ. Bỏ showbiz. Bỏ đi. Đi lên rừng. Lên trển ở dưới buôn làng. À, 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 vậy đi. Vậy mà nghệ thuật không buông tha tao. Trời nữa hả? Không buông tha tao. Rồi sao, rồi sao? Nghệ thuật không buông tha. Làm gì? Tại vì showbiz nó trộn rộn quá, showbiz nó rối đội hình quá. À, à. Bỏ showbiz lên kia ở với muôn làng chơi với thú. À vậy thiên nhiên đi. Chơi với người, chơi với showbiz kia rồi chửi nhau rồi đánh nhau đòi 200 chai, 300 chai. À, còn à. Chơi với thú là nó thích nó chơi, nó không thích nó cắn vậy thôi. À, đừng nói nào không thích nó cắn đuôi nhau. Không có, tao là người mày. À. Đó, đó. Vậy chơi vậy mà nghệ thuật không buông tha. Nữa hả? Ở trên buôn làng có 3 tháng trời viết mười mấy bài hát tán ca sĩ tiền quá trời. Trời gì ghê vậy? Biết Dương Ngọc Thái nổi tiếng bài gì không? Biết, gọi đó. Tao viết một Thái bài mới nổi tiếng hơn. Ô bài gì? Gọi cano. Hay. Bậy mà, nó gọi đồ này cũng chết gì gọi cano. Tới, sắp tới viết cho Lâm Nhất Quỳ, Lâm Nhất Duy bài hát nổi tiếng luôn. Bài gì? Yêu nhau đừng hốt nhau nhé. Trời ơi bài gì ghê vậy? Trời ơi mày chưa nghe hả? À. Đây một bài mới sáng tác chuẩn bị bán cho Đàm Vĩnh Hưng. Trời ơi hay vậy? Giá trị 15.000. Cái gì? Một bài hát mà 15.000 đô hả? 15.000 Việt Nam. Hả? Cái gì ghẻ vậy? Mày nghe mày biết tại sao 15.000? Sao sao sao? Dạ. Từ sâu trong tô trao lòng, anh chỉ thấy có một hai miếng phèo. Biết em không thích nhai, anh đã cố mua cho em phèo non. Phải chỉ anh thấu hiểu, vì em đang giả nên không nhai phèo. Nói đi em người ơi, giờ em muốn nhai cái giống gì? Trời ơi. Bài vậy luôn hả? Trời ơi, điệp khúc còn giữ nữa. À, vô vô điệp khúc. Em hãy đến nhai đôi dép lao. Đúng rồi, giữ mặt tôi hả? Hả? Nghĩ sao con gái tao kêu nhai dép lao? Thì đó, tao hát tới đó, bạn gái nó vỗ tay quá trời. Hát thêm một câu nữa nó bỏ tao luôn. Có một câu gì? Còn những ngày kia em về nhai guốc. Mày! Mày điên hả? Hả? Bỏ uống vô nhai vô chết hả? Sau bài đó tao giả từ âm nhạc của tao nói là không dính tới nghệ thuật nữa. Ờ đúng rồi, không bỏ là về đúng rồi. Về quê ở. Ừ. Vậy mà nghệ thuật không buông tha tao. Trời nữa hả? Gì hoài cha? Tao phải lên buôn làng tao chơi với khỉ tao. Viết thêm bài mới nói về tình yêu thương giữa con người với con vật. Ờ, cái đó cũng đẹp á, cũng hay á bộ. Hay lắm, bài này hay lắm. Ừ. Nghe nè. Dạ. Từ lúc em lên Sài Gòn, anh ở nhà, anh buồn tình, anh nuôi heo. Học cách nuôi heo theo thời gian trôi, cũng đã quên em rồi. Heo càng lớn khôn nhanh, thì anh lại càng yêu heo. Yêu được heo anh cũng quên cách để anh yêu con ơi. Trời ơi! Cái bài gì mà ông cũng nghĩ ra được đó hả? Tại để thương những con người với con vật.
Trời ơi, cũng được đi. Yêu con heo bỏ lên cân, có ký có tiền. Ờ. Yêu bánh bèo bỏ lên cân, lỡ mà mập là phải mua thuốc giảm mập, mua máy về cho bà tập gym. Còn nếu mà bỏ lên cân mà bà ốm là phải mua đồ ăn cho bà tẩm bổ cho mập lên. Nói chung đường nào cũng lỗ. Đặc biệt con heo không bao giờ biết chửi. Trời ơi. Ăn giỏi chứ nó không có chửi. Ví dụ tào lao quá mà. Rồi xong rồi cho vô thi đi, nhà xa lắm. Thôi thi đi, thi rồi. Cho vô trong tôi thi, nhà tôi xa lắm. Thôi thi ở đây chứ, mới thi ở đây xong rồi. Không, cho tôi thi. Nãy giờ ông thi rồi. Thi gì? Thi hát. Ủa ở đây thi gì? Thi hát. Bà nội cha, đi thi bằng lái xe. Ê! Tầm đầu lâu vậy? Hả? Lái xe đâu vô đây? Chứ đây thi gì? Ta nói thi hát. Nói nghe nè. Thấy ông cũng có tính nghệ sĩ này nọ đó. Ông thi cũng thi này không? Tôi thi này hả? Tôi cho ông thi. Nghệ thuật không buông tha tôi. Nữa hả? Ta. Bây giờ sao thi không? Thi chứ sao không thi? Thi phải không? Nhạc đi con ơi. Rồi nhạc. Hồi nãy hả diễn trên kia nhảy sao nó móc rách mẻ quần. Anh hai đỏ đi nữa nè. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đem đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Đời tôi cô đơn nên tôi không hề trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở từ khi mới yêu. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Giang dở khi tình yêu tôi không say trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em không làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Xin tôi xin kịp luôn giờ gian nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đem đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị một ngày gần. Cảm ơn quý vị.